nay về quê được buồn dừa các bạn. Ở quê mình năm nay ăn Tết khang trang ha. Hello các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn ở Sài Gòn. Mình chưa về quê, đây là cái tiểu cảnh ở chung cư của mình. Bỏ chung cư mình làm tiểu cảnh đẹp lắm luôn á, nhìn xịn ghê. Và hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi ăn một món ăn khá là quen thuộc với các bạn, và chắc là quen thuộc nhất luôn. Và đây là một cái món ăn cực kỳ quốc dân luôn, đó chính là món phở đó các bạn. Nhiều bạn nói với mình là ở ngoài Bắc thì thường không ăn được phở trong Nam, và các bạn ở trong Nam thì thường không ăn được phở ngoài Bắc. Mấy bạn ngoài Bắc thì bảo là phở trong Nam thì bị ngọt quá, các bạn cần cái sự thanh ngọt, cái sự ngọt của xương và cái sự thanh cái nước dùng. Còn các bạn trong Nam thì cần cái sự là đậm đà, đòi hỏi. Trách nhiệm mình hôm nay là sẽ đi kiếm một cái quán phở, và mình kiếm được rồi. Và đi theo mình ngày hôm nay, mình sẽ dắt các bạn đi ăn một cái quán phở mà Bắc vào Nam, từ Nam vô Bắc, từ Bắc ra Nam, từ Tây sang Đông, Đông sang Tây, ăn được hết luôn. Đi thôi. Và hôm nay mình sẽ dắt cho các bạn đi ăn phở nha. Và một cái quán phở mà mình cảm thấy được mình đánh giá cao và mình cảm thấy có chất lượng ok nhất ở Sài Gòn trong thời điểm hiện tại, và có khá nhiều người ăn, đó chính là tiệm phở Việt Nam. Và vào đây thì mình sẽ gọi một phần ở đây. Ở phở Việt Nam này có một phần phở rất là đặc biệt, và đối với mình đây là một cái phần phở gọi là phần phở mà từ Bắc vào Nam đều có thể ăn được luôn. Bây giờ cùng theo chân Gấu để coi phần phở đó như thế nào. Phở in miền Nam.
nóng quá, nóng dữ luôn á. Cái thố này nó cực kỳ nóng luôn. Ngon quá. Bình thường á, phở bình thường mình thổi một vài cái là mình ăn luôn rồi các bạn. Phở này thổi chục cái nó vẫn chưa hết nóng. Tô phở này chỉ bị một cái vấn đề thôi các bạn, nó quá nóng. Nó ngon mà nó nóng á. Ngày mình cứ ngon là mình cứ muốn ăn hoài à, nhưng mà nó nóng quá. Thật sự dạo này á, Sài Gòn không khí lạnh nó bắt đầu ùa về rồi. Nhưng mà các bạn cần một cái gì đó ấm, không phải một nồi lẩu mà ăn liền, ăn xong no đi ngay mà ấm áp trong người, thì mình nghĩ là đây là cái thố phở này là một cái lựa chọn khá là hợp lý cho các bạn vào cái thời tiết như thế này. Và mình thấy nó cũng chất lượng nữa, thịt đồ cũng chất lượng. Hồi nãy là do là phải quay phim nên không thôi là mình sẽ gấp từng miếng thịt vô đây, mình nhúng chụm ăn phê lắm. Tại đã quay phim nên là cứ lùa vô hết đi, ăn cho các bạn xem. Mấy bạn có thấy nóng mà bị co giật bây giờ khó chịu. Cái bánh cháo quẩy này nè các bạn bỏ vô nước trong này à, nó sẽ bắt đầu mềm lại, nó ngập nước và nó mềm lại, nhưng mà nó không phải mềm kiểu mà bở rượu đâu, mà nó vẫn còn hơi giòn giòn. Mình ăn cho các bạn nghe nè. Nó vẫn còn hơi giòn giòn, nhưng mà nếu mà các bạn ăn không cái này, ăn một cây này không á, thì nó sẽ bị cứng. Đúng rồi, đừng như vậy, hãy bỏ vô nước và ăn. Ngon quá.